Xin chào quý vị và anh chị nhá. Ngày hôm nay thì em định lên chỗ nhà chỗ bác Lửa với bác Vàng, nhưng mà đường trơn quá, với lại chỗ nhà bác Sử cũng vậy, hôm nay trời mưa cho nên là đi lại đường nó rất là vất vả, cho nên là em không đi được. Thì hôm nay là em đường đoạn này nó cũng đỡ hơn, thì em lên chỗ nhà bác Trư thôi. Đấy, để xem là bác hôm nay làm xong chưa, vì em hẹn bác là ngày hôm nay mà. Đó thì mời các quý anh chị xem nhá. Thật sự ra là lên trên này gặp trời mưa đấy, như em nói đấy, đây đoạn này là cũng dễ đi rồi. Đấy, chứ còn nếu mà bình thường mà đường mà không ổn ấy, là trời mưa là thôi, chán luôn. Lên dốc là cứ ban thôi các bác ạ. Cho nên là cứ hơi mưa phát là em phải né ngay, về ngay, không kịp về. Thì đoạn này nó cũng gọi là cơ bản rồi, cũng vừa mưa xong, chỉ hơi trơn trơn một chút thôi. Với lại họ làm đường to rồi, dễ đi. Thì trong thời gian vừa qua ấy, thì là chỗ bác Vàng, chỗ trong thời gian vừa qua là chỗ bác Lử ấy các bác ạ. Thì là hiện tại là bác Lử đi làm nhà, cho nên là rất là khó gặp, thỉnh thoảng là bác mới ra xưởng thôi. Nên là rất là khó gặp bác Lử, các bác muốn đặt giao cho bác Lử là hơi khó một chút. Còn bác Vàng thì bác ấy vẫn làm, nhưng mà cũng làm nhưng vẫn phải chờ các bác ạ. Để kiếm một cây dao thì cũng phải chờ. Ui dồi. Tại là ban rồi xe. Bây giờ đến nhà bác Trư, bác ấy đã làm xong con dao hôm qua mình bảo chưa, thì cũng bảo là bác sẽ cố gắng làm xong. Đường chán chưa, không biết bác đã làm xong chưa. Vâng, em xin chào các bác nhá. Sau một chặng đường khá là xa, hiện tại là em đang có mặt chỗ nhà bác Trư. Thì lên đây thì vẫn thấy đang sửa dao và làm dao. Và cây dao của em đặt bác thì bác đang bảo là mấy hôm nữa bác sẽ làm. Hiện tại là công việc rất là bận. Đây là những công đoạn đầu để ông đang sửa, đang hình thành lên một con dao. Đây là một cái sắt sắt gì mình không rõ nữa. Sắt gì ông nhỉ? Sắt ô tô. Sắt ô tô hả ông? Sắt ô tô. Vâng. Đấy, em tiến gần vào đây cho mọi người xem. Ông có cái gọi là cái cò điện đấy. Ở chân này đạp một cái là điện nó lên. Đạp một cái là lên cái quạt nó lên ngay. Như đạp bắt khâu đấy. Vâng. Thế thì mới đỡ. À đỡ khổ. Đỡ khổ tí. Vâng. Đạp một cái nó đỡ phải chút công tắc mất một thời gian đúng không nhỉ? Đúng rồi. Ông làm nghề lâu chưa ông? Lâu. Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Đúng rồi, nhiều tháng nó cứ làm hết. Đi đến thì bây giờ. À đã. Làm lâu rồi. Vâng. Thế là ông tô bằng cây chuối luôn nhỉ ông? Đó, tất cả cây chuối. Vâng. Cái dĩa tu thì tôi nó không đỏ, nhưng mà cái dĩa khắt thì tôi đỏ. À. Ừ. Tu thì tôi đỏ lắm rồi, thì đến gắn hết. À, có nghĩa là ý ông là mình cho đỏ cái cây dao lên là nó sẽ bị gãy. Ừ, đỏ lắm thì gãy hết đấy. Nhưng mà cái hát đấy,
nó phải làm đỏ, nhưng mà cái gì của tôi thì tôi vẫn lấy, tôi vẫn là cây chuối. À, tôi là cây chuối bé không phải gánh. À, Jeep ô tô là phải cây chuối. À, ừ, cây chuối này tôi lấy. Vâng. Thì đây cái dao hôm qua lúc sáng nay các bác vừa xem cái video của em đấy. Cái này. Cái này là dao cứ màu đen đen thế này thôi. Màu sắc. Sắt. Cái này cứ dùng dùng thì nó đen thôi mà. Vâng. Không cho dùng thì nó không phải trắng trắng đâu, đen thôi mà. Vâng. Đúng rồi, mình dùng nhiều nó phải đen nhá ông nhỉ. Thế. Đen thì nó sẽ không gì. Không gì đâu. Vâng. Đây các bác nha, để em lại quay cận cảnh sang cho các bác xem là ông rèn những miếng sắt như thế nào. Gọi là hiện tại là cũng rất tiếc rằng là hôm nay cũng chưa lên được xem được cái sản phẩm của ông như nào, vì là ông cứ làm đến đâu thì họ lấy hết đến đấy. Thế là như thế. Thế ông bây giờ cắm vào cây chuối là nó có bốc khói không? Bây giờ cứ đập thế là thì thật sự ra cháu cũng chưa được xem cái công đoạn tôi bằng cây chuối như thế nào. Cứ đập như thế xong cắm vào luôn hả ông? Thế đâm đập vào xuống cắm vào luôn. À đấy ạ, vâng. Bây giờ cắm vào nó có hỏng sắt đúng không? Không không. À đấy. Nhưng mà cái này thì cái này là đầu con dao hay là đít con dao ông? Cái này đi. À, thế làm dao là làm đằng, từ đằng đít trước à? Đằng đít cứ một nửa, chứ là quay đằng đầu. À, là một nửa rồi quay đằng đầu. Thế. Đi ông đi làm thế này thì bởi vậy quay về bên này bên làm đầu, còn đằng đầu thì không dài dành thế này mà đi dài cắm dài dành. À đấy, vâng. Vâng. Cháu muốn xem ông cắm vào cái chuối cho nó bốc khói như nào. thì ông thử tôi cái đít đó trước cho xem ấy. Cháu... cắm vào. Vâng. Cắm vào xem nó có khói lên như kiểu nhớt không, cháu thấy khói nhớt lắm, nhớt đấy. Khói ôm lên luôn. Rất tiếc rằng là không được xem cái con dao chuẩn của ông mà ông đánh thường ngày. Đây là cái con dao gọi là ông đánh cho nhà dùng lâu rồi. Dao rất là dài đấy, như em nói dao này để chặt dừa các kiểu này, quả này quả kia này đấy, để xem ông dí vào cái chuối. À, nhưng chỉ cần thế này thôi ông. Thế thế rút ra luôn à, hay là đến rút thế này thì rút con dao thì đấy mảnh thế này thì khuấy thế này nó chặt. À, cứ thế là rút ra dao ra luôn à? Thế thì nó đợi nó nguội hẳn hay là như nào ông? Từ nó lúc nào nó không nóng rồi thì mới cầm ra. À, còn nóng là chưa được ạ? À? Ừ, nóng là chưa được, nhưng mà để từ nó không nóng rồi mới rút ra. À, con này để nó nguội xong mới rút ra. Từ lệch. À, thế nếu vậy cho vào nước luôn thế này thì hình cái ngay. À. À, vâng, đó. Đấy thì cũng để hoàn thiện một cây dao rất là lâu. Nhưng mà đúng ngắn rồi thì đây này, đấy cái này vừa cứng. À đấy ạ, vâng. À. Nhưng mà dày là không nóng thì đây cứng thế này. Có bao giờ ông quên mà ông cầm bị bỏng không? Ôm, nóng đấy, nóng tay. Bỏng. Quên được cùng thế này nóng. Vâng, mình quên đấy nhở ông nhở. Ừ. Đấy. Nhớ chứ. Ừ. Cây đấy cây gì đâu? Cây rất hấu đấy. Khảo á? Cây rất hấu. Đấy, cây đồ nhiều đỏ này. Cứng chỉ thấy cái này cứng thôi, chả có cái nào cứng rồi. Thôi mày. Nghĩa đầu. Đấy, mấy anh... Dạ, thật thốc phù kiên chi. Mấy anh thử dao là mấy anh ấy chặt thẳng cũng cụt đi luôn đấy ông ạ. Ôi, tuyệt vời ơi. Ừ, tuyệt vời không? Dùng rồi mà. Bây giờ là tuyệt vời rồi, săn lắm rồi. Không có cong vênh gì đâu nhỉ? Không có cong vênh cái gì cả. Không méo, không mệt cái gì cả. Đấy, các bác ạ, lên trên bản thì thấy nhà bác Thư có cái tổ ong mật đang bị một con
ong màu đen tấn công, em chỉ dám dơ dơ xa xa cho các bác xem nhé. Tổ ong mật thì ui. Em là rất kỵ với ong các bác ạ. Thật sự ra là mấy lần mấy bạn rủ em đi đốt ong là lần nào em cũng bị tiêu một phát. Cho nên em rất dị ứng với ong. Kể cả em đứng cách xa hàng trăm mét vẫn bị, nhất là cái ong khoái. Ông này ông phải cắn thật. Ông này ấy ông xử ngay con ong đến tấn công. Thưa các quý vị và các anh chị nhá, thì cũng ngày hôm nay lên chỗ nhà bác Trư thì cũng chưa biết là sản phẩm của ông thế nào, nhưng mà cũng muốn hỏi ông là thường thường thì ông làm dao ấy thì cái khâu này ông đổi thành khâu đồng ông làm được không? Được. À làm được. Máy. Thế hàn đồng ở đây có hàn được không? Được đó mà. À đã. Thế mà già rồi không má sắm má của tôi đúng trẻ thì nữa cứ làm nhiều. À có nghĩa là hồi trẻ là ông làm cái này làm nhiều. Làm bạc. Làm một tiền bạc. Làm bằng bạc á? Bạc. Làm hẳn cái này bằng bạc luôn á ông? Không không. Hay là hàn bằng bạc? Hàn bằng bạc. À cháu tưởng là làm bằng hàn bằng cái dây bạc ở đây. Có bà đâu. Có bà làm cái không nhỉ? Có bà đâu mà. Thế thường thường là ông làm to bằng này luôn không? Hay làm to hơn nữa? To hơn cũng được, nhỏ hơn cũng được. To hơn cũng được và nhỏ hơn cũng được. Vâng. To thì làm to hơn cũng nhỏ. Vâng. Thế zip to làm to, zip nhỏ làm cái này nè, cái này phải làm cái mũi này. À, cái này để làm lỗ cán ạ. À, lỗ cán đấy. Thấy thật tướng không ạ? Để sợ ồn mọi người không nghe thấy nhá, cho bỏ cái này ra tạm nhá. Để thế này không hỏng được đâu gì không? Không hỏng gì đâu. À, cháu tưởng để này tí nó sắt nó yếu đi. Không. À vâng, đấy, cháu sợ nó ồn quá để mọi người nghe thấy cháu muốn hỏi về tí. Vâng. Nhưng mà cho nó bé thì thổi nhiều thì nó cháy. À vâng. Thế cái này để chọc vào đây. Vâng, chọc vào đây. Ông ơi, cái chỗ hở này có chỗ gì hàn vào được không? Chà nó sao cả. À, không sao thì vâng. Mọi người vẫn cứ sợ là khi mình chém mạnh ấy, cái này nó đứt đi. Cái này thì mới là hở thì hở chính này, nhưng mà đua này chặt rồi. À, thế hả? Để máy nó thắng nó thì dì hết. Chặt nó xong. Dì nó chặt rồi, chặt xong. À, nó càng chặt vào nó càng không sao ạ. Vâng. Được đấy. Có nghĩa là sau này ông sẽ làm là đây là một khâu đồng này. Đó. Còn nếu mà ngày xưa hồi trẻ là ông sẽ làm hết đồng vào đây. Vâng. Thế hôm nào ông thử làm cố gắng làm cho cháu hết đồng vào đây thử nhá. Để xem đẹp không? Vâng. Đấy, các quý vị ơi, dáng dao của ông á, thì cái vỏ thì ông làm những cái gỗ gọi là gỗ truyền thống của người Mông ở trên này thôi, những cái cán này. Nó không phải những cái gỗ lim vang đen xì đâu. Đấy. Cái cán thì ông ơi, cái ông cũng sừng trâu ông có làm được không? Được. Nhưng mà không có sừng để làm. Không có đâu. Vâng. Làm sừng trâu thì cũng được, nhưng mà thấy mình nghe thấy một số anh em có nói là cái sừng trâu ấy, nếu mà ở trong miền trong ấy thì nó thường thường hay bị, nếu mà dùng thường xuyên không sao, nhưng mà để thì thường thường là con mọt nó sẽ ăn vào cái sừng trâu đấy. Thì nghe nói vậy thôi, còn thực sự chất là cháu cũng chưa được sử dụng cái sừng trâu như nào đâu. Chứ mày dùng dầu rồi. Chứ mày dùng dầu đặt cái sừng trâu này mày làm rồi. À vâng. Chứ mày làm rồi đấy. Thở máy dùng. Nhưng mà không có sừng trâu thôi đúng không? Có đâu, giờ có đâu. Vẫn là cái cây này, cây gọi là cây cán làm dao thôi. Cây cán dao thôi. Cây cán dao thôi. Cây này mềm, dai dẻo. Dẻo. Thực chất là cái cây này là được tuyển chọn từ ngày xưa, các cụ ngày xử ngày xưa đấy nhỉ ông nhỉ? Nó mới được lựa chọn gọi là cái cây này để làm cán dao. Cái cây này người Mông bảo là chua. Chua đó. Thế thì cũng rất là tiếc là hôm nay ông vẫn chưa làm xong dao. Thì cũng vẫn thật sự mọi người là ông sửa dao với lại rèn dao là dành cho những người đi lao động thôi. Và những cây dao của em cũng vậy. Thì lên ở trên bản thì thường thường là vẫn phải đợi các bác ạ. Nói chung là lên trên bản vẫn phải đợi dao của các ông. Còn không, ông không, ví dụ như là như em đặt ấy thì chắc là
ví dụ 2 tuần sau hay là 3 tuần sau gì đấy. Đấy thì mới làm xong được. Thì vẫn bảo ông là ông làm như thế nào, cũng mong đợi là xem ông sẽ hình thành con dao đấy như thế nào. Đấy, con dao dáng như vậy nha các bác nhá. Thì ngày hôm nay em cũng không lên được chỗ bác Lử bác Vàng, vì cũng do là lý do thời tiết rất là tiếc như vậy. Thì mong các bác đợi ngày mai ngày kia, có thể là ngày mai ngày kia, hoặc là sớm hơn nữa em sẽ lên đó, thì sẽ gặp chỗ bác Vàng, chỗ bác Lử. Hiện tại là chỗ bác Lử là đấy, em vừa nói lúc nãy đấy, là chỗ bác Lử là hiện tại bác rất là bận làm cái nhà mới cho mình, cho nên là chính vì vậy là bác ấy chưa làm được. Như con dao nói chung là chỗ bác Lử, mọi người cứ sự so sánh giữa dao bác Lử bác Vàng ấy, cái đấy thì là sau này các anh sẽ comment ở bên dưới, vì là em cũng chỉ dùng thử và nhìn cái chất dao tận mắt thì em có thấy so sánh thì mỗi bác có một điểm mạnh riêng. Chỗ bác Lử được cái vỏ và cái cán chẳng hạn, chất thép thì cũng tương đối, nhưng mà chỗ bác Vàng thì được cái lưỡi rất tốt, cứng khỏe. Đấy, còn những bác ở Thượng Làng này thì là lưỡi rất là sắc. Thật sự các bạn vậy, nó khác biệt nhau ở chỗ đấy. Thì mọi sự đánh giá này thì là còn tùy theo các bác đánh giá cho em thôi. Còn em thì cũng chỉ là người nhận giao về rồi là giúp các bác thôi. Thì ở đây là các ông cũng không mùa Covid mà, ai cũng vậy, ai cũng khó khăn vất vả đấy để làm một cái cây dao này. Như các ông ở trên huyện thì các ông một ngày ông làm được 2 cái. Đấy, như các ông ở đây thì làm một ngày mấy ngày một cái đấy. Ông nhờ, không phải là làm ngày nào cũng được một cái, phải mấy ngày một cái cơ. Thôi thì cũng rất tiếc là hôm nay em chỉ lên được cái video ngắn thông báo cho các bác như vậy. Là ngày mai nếu trời nắng đẹp thì em sẽ lên đấy. Hiện tại bây giờ buổi chiều lại nắng nữa này, hiện tại là cũng là 5 giờ hơn rồi thì trời rất là còn nắng. Thì đường này, hiện tại các bác vừa xem đoạn đầu ấy, đường rất là bẩn luôn. Thôi để không làm mất thời gian các bác nữa nhá, thì các bác cố gắng chờ đợi em một chút, em sẽ giúp cho các bác có những cây dao tốt nhất của các ông thợ. Và cũng hứa rằng là các bác Trư sẽ, ông Trư thợ rèn đấy, bác Trư thợ rèn đấy, sẽ hoàn thành những sản phẩm của ông như thế nào, vì là ra đâu là hết ở đấy mà các bác. Thôi cuối cùng em xin phép khép lại video tại đây nhá. Xin chào quý vị nhá. Xin chào nhá.